Chào toàn thể anh em nha. Hôm nay tiếp tục ấy đây các bạn ơi. Lại video trước thì mình đã chơi giáp đắc ăn gồ khổng lồ đúng không anh em? Hôm nay tiếp tục mình lại chơi phong cách khác anh em nha. Lần này chôn quân khổng lồ luôn anh em ơi. Thôi mình đây nhưng mà mình phải mang hũ phóng to anh em nhé. Thôi không kịp mang hũ phóng đại anh em ơi. Anh định bảo mang hũ phóng đại anh em ạ. Xem cho đã con mắt hơn 10 phút à, ok. Nếu thích có thì hơn 10 phút. Nếu thích có thì xem hơn 10 phút luôn. Ok, có ngày hồi sinh anh em ơi. Ok, mình cần ra hồi sinh anh em. Ít chù chù. Copy đi, copy đi. Copy đi nào, copy đi nào các bạn ơi, bạn này copy đi nào. Hôm nay gọi là chơi đại chiến anh em ạ. Ôi rồi, ok anh em. Hồi sinh trong hồi sinh luôn anh em ạ, két lèn lèn luôn. Thổi về anh em. Chắc không cay đâu anh em ạ, chắc không cay đâu. Ra rồng nha anh em nhá, ra rồng anh em nhá, rồng luôn mà ngay nào, rồng nha anh em nhá. Một trận đại chiến thực sự bắt đầu anh em ơi. Ok, mình sẽ chơi đẩy anh em nhá, đẩy luôn này, đẩy tận về trong luôn. Chết chưa, hấp dẫn cho anh em ơi. Đó anh em ơi, đi về nha anh em, mình sẽ nhận sói ở đây. Đó anh em nha, và nhận sói ở đây nữa, không còn chết người đấy. Ok anh em, đúng là trận chiến hồi sinh của hồi sinh em ạ. Trời ơi, máy mình lag luôn anh em ơi. Máy à. Nào, hồi sinh trong hồi sinh em ơi, phê không? Quá phê luôn em ạ. Trời ơi, máy mình lag em ạ. Nào, màn đại chiến công hồi kết luôn anh em ạ. Đẩy hết quân địch ra về sau nào. Máy lag anh em ơi. Máy lag quá anh em ạ. Đẩy quân địch về tận trong nhà, tất cả tem bạn tắt sóng luôn anh em ơi. Ok anh em, đánh bằng rất khó chịu, đến từ vị trí tay mình. Máy vậy hơi lag anh em ạ, thế rồi máy không hiểu tại sao lag thế. Ok, đẩy tiếp anh em nha. And rất khó chịu anh em ạ. Ok, mình sẽ phải gọi quân anh em nhé. Quạt. Chúng không hồi kết anh em ạ. Một pha nhảy vào nào. Đánh nhau chảy máu đầu, toát máu ra rồi anh em ạ. Nhưng mà vẫn không giành được chiến thắng anh em ơi. Toát đầu chảy máu ra rồi. Hai bên ra quân không ngừng nghỉ luôn. Nhưng mà máy mình lag quá anh em ạ. Lag cực kỳ luôn. Lag quá anh em ơi. Lag đến nỗi không chơi được luôn các bạn. Đó anh em ơi, mình sẽ nhảy thẳng vào đây nha anh em nha. Nhảy thẳng vào đấy, không rồi bạn ấy lại ra hồi sinh lại anh em ạ. Vẫn là như nhau mà thôi. Hồi sinh tiếp anh em ơi. Trời ơi, trận này người gọi là trận chiến gì đây, khốc liệt quá anh em ơi. Ôi ôi, khốc liệt cực kỳ luôn anh em ạ. Ok, mình phải gọi rồng anh em nhá. Gọi rồng anh em ạ. Rồng đâu?
Rồng, rồng không ăn thua nữa bạn ơi. Máy mình lát luôn, bị mạng rồi. Lát anh em ạ, bị mạng luôn. Máy đấy yếu rồi, bị thế này nữa. Máy mình không lát nổi luôn anh em ạ. Cháy hết thẻ anh em ơi. Thua rồi anh em ạ. Máy lát có mình không thể lát nổi. Chắc có lẽ mình phải lên Trần Đức Minh Tô Thắng. Các có lẽ mình phải download lại máy bạn ơi, giải phóng bộ nhớ chứ thực sự lag quá, lag không chơi nổi này làm sao mà được. Ok, hôm nay clip này hơi lỗi anh em, mong anh em thông cảm nha. Clip sau mình sẽ cố gắng chơi hay hơn nữa. Rồi, nếu anh em thấy clip mình hay thì cho mình một like, một subscribe, chia sẻ giúp mình nha. Rồi, hẹn gặp bạn clip tiếp theo. Bye bye.